đâu vậy? Em vừa mới đến được một lúc thôi. Phong cách em và của cô ấy khá là nữ tính và cô ấy có một gu thời trang khá là ok. Cái vóc dáng của ấy rất là đẹp. Anh là người Bắc à? Sao vô tình đấy? Tại sao hai người Bắc lại gặp nhau rồi? Đồng hương quá. Em cứ ngỡ anh là người miền Nam cơ. Anh cũng ngỡ em là người nào đó. Anh chẳng quan tâm. Cái gì đâu quan trọng đúng không? Vâng. Linh nghĩ người này rất là trẻ con, có một chút hơi trổ tre. Trong lòng thì cũng không thích lắm đâu. Tại vì cái gu của Linh là thích những người đàn ông chín chắn. À, anh có món quà để tặng cho em này. Ồ. Sure, kẹo này em sẽ thích. Nhưng mà từ nhá, khi nào về không mở, không mở đây đâu. Sure. Món quà mà mình tặng người thì nó khá là đặc biệt. Chắc là không một con trai nào lần đầu tiên gặp mà có thể tặng cái món quà như thế. Thôi thôi, thì em muốn trà sữa. Em ghét đồ ngọt. Và em thấy trà sữa như của trẻ con ấy. Anh thề. Và kiểu quan điểm. Bắt tay một cái really? Như kiểu đây. À không phải như này nữa. Này. Cô ấy bắt sóng rất là nhanh. Mình thích những mẫu con gái mà nói chuyện vui và thông minh. À mà quên mất, anh cho hỏi tên em. Em tên là Linh. Người yêu cũ của anh cũng tên là Linh. Đừng có nhắc người yêu cũ ở đây được không? Cánh chắc là như vậy đấy. Có thể là người yêu mới chẳng hạn. Định mệnh chẳng hạn. Định mệnh là do mình tạo ra mà. Cô ấy có một cái quan điểm khá là giống mình. Cái tương lai sẽ ảnh hưởng từ cái hành động của mình làm nên. Em thích làm thơ. Trời ơi, chúa xến sẩm à? Không, ghét lắm. Làm thơ buồn cười cơ, thơ cóc cơ, vui mà. Chỉ khi lúc nào mà em hơi say rượu một chút thì em thích làm thơ. Mình đang tự hỏi xem là cô ấy có phải là người thích nhậu nhẹt và say xỉn hay không. Điều này rất là phải đáng tìm hiểu. Lúc nào em thấy hơi say, làm thơ con cóc ra ngay ý mà. Đập tay cái. Anh thích làm nhiều là làm thơ con cóc ấy. Nhưng mà anh thích chuyện chén số lắm. Nghe não nề lắm. Nó cứ dùng mất thời gian. Anh ấy được trời phú cho cái khả năng về ăn nói rất là duyên dáng. Nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì đàn ông ấy rất là phong lưu đa tình thì cũng rất là hơi khổ cho cô người yêu. Em còn chưa hỏi tên anh mà, em buồn cười thế nhỉ? Anh phải tự giới thiệu ấy chứ. Đoán đi, em đoán xem tên anh là gì. Thế có phải là có phần N đúng không? N, có một chữ N. Có chữ M không? Không có chữ M. Thôi bỏ đi, tên anh là Phong. Phong. Em yêu nhiều chưa? Hôm nay em không muốn trả lời. Cuộc nói chuyện đang rất là vui vẻ như này mà anh dưng hỏi câu thế làm gãy cảm xúc. Linh là một người rất là trân trọng quá khứ, nhưng mà Linh sống cho hiện tại và tiến về phía trước. Ô kìa, bạn đã mắc lỗi rồi đấy Xuân Phong ơi. Hãy cố gỡ gạc lại điểm số đi thôi nào. Em có thể hỏi anh một câu tế nhị được không? Em cứ tự dưng. Mẹ anh có khó tính không? Không phải, chẳng có. Ngày xưa mẹ anh hơi khó tính với anh. Lớn lên ấy thì để được chiều hơn. Để em đoán tuổi của anh nhá. Em đoán đi. Em nghĩ anh sinh năm 92, 93. Ôi, đừng bảo là anh em khi bằng tuổi nhau. Anh nói tuổi anh trước đi. Em nói tuổi trước đi. Em 23. Thật ra anh hơn em 1 tuổi. Linh không hề thích chút nào khi mà biết anh ý hơn Linh có 1 tuổi. May. Em thề với anh là em cực kỳ ghét bằng tuổi luôn. Biết tại sao không? Con trai bằng tuổi cực trẻ con. Chỉ còn thưa tùy người thôi. Không, trong tình yêu trẻ con lắm anh ạ. Mình nghĩ là cái này nó không phụ thuộc vào tuổi tác đâu, mà phụ thuộc vào cái trải nghiệm và cái suy nghĩ từng người thôi. Chẳng mấy chốc mà cuộc hẹn hò nhanh của Xuân Phong và Nhật Linh đã kết thúc. Nhật Linh ơi, hãy nhanh tiết lộ cho chúng tôi biết bạn đã được tặng món quà gì đi nào. Wow, underwear, bày sắc cầu vồng luôn. Mình rất là thích vì đây là lần đầu tiên, một cái ngày đầu tiên mà một người đàn ông dám táo bạo tặng một món quà như này. Mình muốn tặng cô ấy một cái thứ gì đấy mà nó rất là hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày thì mình nên tặng và cô ấy sẽ dùng đến nó thường xuyên và có thể nhớ đến mình nhiều hơn. Xem chừng kế hoạch của Xuân Phong đang diễn ra rất đúng hướng rồi đấy. Nhưng chớ vội chủ quan nhé Xuân Phong ơi. Ô kìa, sao mãi không thấy Xuân Phong ra đón Nhật Linh nhỉ? Để cô gái của chúng ta phải mãi đi tìm thế kia. Chào em. Anh chỉ là hát vô cơ thôi. Tại sao em lại tìm đến anh như một cơn gió thế? Tìm mãi trong vô vọng gì nữa, chả chịu thèm đón người ta gì cả. Thì anh quên một chút đi. Trời hôm nay đẹp nhở? Sáng nhở? Thôi mày đánh trống làng đâu. Hôm nay... Quên gì quên đi đón bạn gái trong buổi đầu tiên hẹn hò. Xin lỗi nha. Không nga lăng gì cả. Thế em đi bằng gì ra đây đó? Em đi bộ Căng Hải. Xe Căng Hải à? Đi tìm anh suốt. Mà dò dài như này đi thoải mái được gì đâu phải. Như người ngoài hành tinh luôn. Đúng rồi, em đi trên đường của anh nhìn em như là lắm. Bọn trẻ con nó bảo em là yêu tinh. Xong sao? Xong nó chạy. Xong nó chạy à? Nó cũng hết, nó chạy. Xong rồi nó mạnh, có mách bố mẹ nó. Lùi vào nhà nó. Thả chó, có thả chó. Thả chó rồi. Em chạy, xe đi. Em lùa lại chó, em sủa lại chó. Ái chà chà, dù phải cất công đi tìm Xuân Phong cả buổi, nhưng chỉ vài câu đùa dí dỏm của anh đã làm Nhật Linh cười tít mắt. Xem cả hai cùng nhảy theo nhạc vui chưa kìa. Mình
khá là bất ngờ ấy, bởi vì Linh nghĩ rằng là Phong sẽ hẹn mình ở cái chỗ chơi bowling hoặc chỗ đàn nhảy chẳng hạn, thì mà nhảy với nhau chứ không nghĩ là ngồi quán cóc vỉa hè này đâu. Mình thích cái phong cách đường phố ấy, thì mình hẹn cô ấy một cái địa điểm nào mà cảm giác mình thân thuộc nhất là đường phố ấy. Mình rất là vui và cảm thấy có một cái sự kết nối gì đấy không dễ dàng gì trong cái buổi hẹn hò đầu tiên mà có thể nhảy với nhau vui như thế mà hết mình như vậy. Chạm đầu với nhau. Sao mệt không? Có, nhưng mà cảm thấy cool down mà. Thực ra là lúc anh nhảy anh phải để cởi kính ra để anh bị cận. Nóng không? Nóng không? Nóng, máu đấy. Chảy hết mồ hôi thế này. Chơi không? Hôm nay là em đi cao gót thôi, nếu mà em đi sneaker chắc chắn là em sẽ nhảy cùng anh. Đấy à? Chưa là mấy cả em mặc váy này. Mặc tay kiểu mặc váy. Đẹp tay. Vui à? Kiểu anh cũng không ngờ là em sẽ nhảy ấy. Hay mà tự nhiên gặp được một người Hà Nội đấy, xong rồi đến đây cũng phẩy với mình. Chết phải yêu hết mình chứ. Đồng hương mà. Chắc chắn là ngày xưa là anh cũng hay đi nhảy nhóm, rồi là đi biểu diễn đúng không? Thực ra 4 năm đại học của anh ấy cũng chả làm gì, cũng phải nhảy. Em nhìn phong cách anh em cũng đoán như thế. Thực ra cũng không phải là gọi là dancer đâu, nhưng mà mình đam mê nhảy ấy. Là nhảy nó mang đến cho mình rất nhiều sống đam mê của mình, nó sướng lắm. Anh cảm giác như là khi mà anh biết đến nhảy thì cuộc sống của anh nó không còn nhạt nhẽo nữa. Cảm thụ âm nhạc ấy, xong mình quên hết mọi chuyện. Em thích đúng không? Em thế mà. Kiểu em thế, có tai nghe. Nhiều khi mình nói chưa nói hết câu mà Linh đã đoán ra được cái ý của mình ấy. Hoặc là mình cũng thế, cảm giác như kiểu bắt sóng cảm xúc của nhau, rất là thích. Và anh coi em như là hai thằng bạn vậy. Anh nghĩ là bây giờ chúng ta có thể làm được là bạn tri kỷ rồi. Anh nói điều này ra em có thể là hơi buồn, hơi đau một chút. Nhưng mà anh có câu này cho em: sau cơn đau chúng ta sẽ bất tử. Sau cơn đau ta chỉ đau thêm thôi, làm gì có chuyện bất tử. Anh nghĩ rằng là anh Tân là một người rất là bí ẩn. Và anh đoán rằng em cũng thích cái gì đó bí ẩn. Anh nghĩ là anh Tân là một người hợp với em hơn, đúng không em? Đúng như anh nói là giữa em và anh không hề có khoảng cách như hai đứa đàn ông nói chuyện với nhau vậy. Có một điểm kết nối giữa anh và em, đó là chúng mình cùng là gốc Bắc. Em cũng không biết nói gì hơn bởi vì em hơi bất ngờ. Linh cảm giác hững lắm, như kiểu bị làm quê mặt ấy. Rõ ràng mình là con gái mà. Nhưng cũng có một chút gì đấy anh ý nói đúng, là Linh và anh ý có cảm giác tri kỷ lắm, như kiểu quen nhau từ kiếp trước vậy. Anh có cảm thấy hối hận với cái quả này không? Anh không nghĩ về bản thân anh nhiều lắm, anh nghĩ cho em nhiều hơn. Vì bất kỳ cô gái nào nó cũng nói với anh là well, vui vẻ nhưng mà sẽ không có cảm giác nó an toàn. Ok, anh chấp nhận điều đấy. Nhiều khi anh không tốt như em nghĩ đâu. Linh chưa thể cảm nhận được rằng là tại sao anh Phong lại nói rằng là anh Phong nghĩ cho Linh nhiều hơn chứ không phải bản thân của anh Phong. Thì thôi, em nghĩ là người phụ nữ này sẽ ok hơn. Khi mà anh Phong đưa tay của mình cho anh Tân ý, mình cũng đang nghĩ ồ, chuyện quái quỷ thì đang xảy ra đây. Và Linh cũng rất là thắc mắc tại sao mà anh Phong lại có quyết định như vậy. Đó là một thằng đàn ông ấy, nói được phải làm được. Hãy đưa cô ấy ra Bắc. Chúc hai người có một mối quan hệ tốt. Thì sau thì cũng cảm ơn em đã mang đến mình đây. Và bây giờ thì mình xin phép được chào hai người. Nào, chào bạn thân của mình. Nhé. Yeah. Linh nghĩ anh Phong sở hữu một gương mặt khá là Hàn Quốc, kiểu oppa ấy, và rất là trẻ trung, có một chút là ngầu. Ngoài đi bằng được đúng không? Là người được lựa chọn, nhưng Xuân Phong đã có quyết định ra về đầy kinh ngạc.